Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bất xây tượng đài đầu tư cho các vấn đề an sinh của toàn xã hội, tại sao không? Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội đêm 12 tháng 9, thiêu cháy căn chung cư mini 9 tầng, đã có 56 người chết và hàng chục người khác bị thương. Trong đó có nhiều gia đình tử vong cả nhà. Dù rằng ngay sau đó vào ngày 13 tháng 9, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07 Bộ Công an đã nhắc lại các khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy chữa cháy, song có lẽ việc chỉ khuyến cáo chung chung chắc chắn sẽ không có tác dụng. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mới đây nêu ý kiến cho rằng cơ quan chức năng đã ban hành rất nhiều chủ trương, biện pháp về phòng chống cháy nổ nhưng kết quả chưa tương xứng. Thậm chí dư luận cho rằng chúng ta càng chỉ đạo, càng nêu nhiều giải pháp thì cháy càng nhiều, càng lớn hơn. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 29 tháng 5 năm 2013 khi đó đã nói rằng Hà Nội sắm trực thăng chữa cháy. Trong khi đó, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến nói rằng công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay còn rất nhiều vấn đề, dù rằng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Công an đã được nhà nước ưu ái tới mức xây hẳn một tượng đài phòng cháy chữa cháy riêng ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Liên quan đến vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở Khương Hạ, Thanh Xuân, một ý kiến được đánh giá rất sắc đáng khi cho rằng lạ cho cái dân tộc chỉ thích tượng đài, bớt một cái đi là mua được 10 cái trực thăng cứu hỏa hoặc cứu hộ cứu thương cho dân, đỡ bao nhiêu mạng đây. Đây không phải là vấn đề mới, được biết báo Tuổi Trẻ vào ngày 29 tháng 5 năm 2013 đã có bài viết với tiêu đề Hà Nội sắm trực thăng chữa cháy. Theo đó, ngày 28 tháng 5 năm 2013, Quốc hội Việt Nam đã thảo luận tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy. Trước các ý kiến lo ngại cho các tòa nhà cao tầng tại Hà Nội, trong trường hợp hỏa hoạn xảy ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Phạm Quang Nghị cho biết hiện nay Hà Nội đã có xe đặc chủng chữa cháy có thể vươn lên các tòa nhà 39 tầng. Hà Nội cũng đã đề nghị mua sắm máy bay trực thăng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Song phát biểu này cũng là chỉ để cho sướng miệng rồi nhanh chóng rơi vào quên lãng. Không còn ai nhắc tới nó nữa. Bởi có lẽ là vấn đề đầu tiên, tức là tiền đâu ra. Vấn đề là tại sao nhà nước không bớt các dự án xây tượng đài, cổng chào ở các địa phương trên toàn quốc để dành ngân sách ấy cho các vấn đề an sinh xã hội như mua trực thăng chữa cháy là một vấn đề cấp thiết. Trong lúc đa phần người dân Việt Nam lo ăn còn chưa xong thì còn hơi sức đâu để mà ngắm tượng đài đây. Đồng ý rằng xây tượng đài chỉ là thủ thuật của các lãnh đạo địa phương để có khoản hoa hồng lót tay từ 30 cho đến 40% giá trị của công trình, tức là họ tham nhũng. Nên có một sức hấp dẫn ghê gớm. Điển hình là tỉnh Thanh Hóa, các dự án xây dựng tượng đài trở thành một chiến lược làm giàu cho lãnh đạo. Vào ngày 21 tháng 2 vừa qua, Thanh Hóa lại khởi công xây dựng một công viên tưởng niệm 64 giáo viên và học sinh đã hy sinh khi bảo vệ đê sông Mã trong năm 1972 với giá trị lên tới 125 tỷ đồng. Vụ cháy chung cư ở Khương Hạ đêm 12 tháng 9 đã khiến ít nhất 56 nạn nhân phải tử vong. Trước đó tháng 8 năm 2022, Thanh Hóa khởi công xây dựng tượng đài khu lưu niệm đồng bào cán bộ, chiến sĩ và sinh viên miền Nam tập kết ra Bắc với giá trị lên tới 255 tỷ đồng. Hay tỉnh Đắk Nông, một tỉnh rất nghèo của Tây Nguyên, toàn tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo gần 28%, số dân không đủ ăn còn rất cao. Vậy mà Đắk Nông mới đây công bố khánh thành tượng đài anh hùng Nước Trang Long có tổng kinh phí đầu tư tới 167 tỷ đồng. Tại sao có tỉnh được cho là vẫn còn nghèo, phải xin gạo cứu đói cho dân vào mỗi dịp Tết, lại có thể đầu tư hàng chục cho đến hàng trăm tỷ đồng vào việc xây tượng đài và việc đổ tiền tỷ ra xây tượng đài thì dân nghèo đường hưởng lợi gì đây? Rõ ràng đó là chuyện hết sức lãng phí, vô bổ và không thiết thực. Người dân không thể ngắm tượng đài mà cảm thấy ấm no cho được. Vậy tại sao các địa phương không dành nguồn ngân sách đó để mà lo những việc thiết thực hơn như đầu tư vào hạ tầng cơ sở, đầu tư vào bệnh viện, trường học
hay xóa đói giảm nghèo. Mô hình tượng đài con tàu tập kết trị giá tới 255 tỷ đồng được xây dựng ở tỉnh Thanh Hóa. Chủ trương xây tượng đài thuần túy chỉ để phục vụ cho việc tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặt khác, các quan chức cũng đã sơ múi kha khá với tỷ lệ phần trăm đút túi rất lớn. Nó chính là động lực để các quan chức nghĩ cách mà tiêu tiền ngân sách bằng đủ mọi cách, đủ kiểu để hưởng hoa hồng từ dự án, đem tiền công quỹ về làm của riêng. Việc xây dựng tượng đài rất dễ tham nhũng, không chỉ kiếm trác khoảng 30-40% tổng kinh phí xây dựng như các dự án khác, mà các dự án xây dựng tượng đài có thể kiếm trác lên tới 60-70% tổng mức đầu tư. Công trình tượng đài càng hoành tráng, càng đầu tư vốn lớn bao nhiêu thì hư hỏng và xuống cấp nhanh bấy nhiêu. Đó là lý do vì sao các lãnh đạo địa phương ở Việt Nam rất say mê trong việc xây dựng tượng đài và cổng chào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin bớt xây tượng đài để đầu tư cho các vấn đề an sinh của toàn xã hội, tại sao không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Trung Khoa, Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lễ trao giải báo chí toàn quốc sự kiện vô văn hóa của Bộ Văn hóa và Ban Tuyên giáo Trung ương. Một sự kiện đau lòng xảy ra lúc nửa đêm ngày 2 tháng 9, một chung cư mini 9 tầng ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bị cháy, làm chết tới 56 cư dân. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản yêu cầu tạm dừng tổ chức toàn bộ các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí do thành phố, các đơn vị, thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức từ ngày 14 tháng 9 đến hết ngày 17 tháng 9. Vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 9, tất cả các cơ quan, đơn vị trong thành phố sẽ đồng loạt dành một phút để mặc niệm các nạn nhân. Đây là một động thái được đánh giá đáng ghi nhận từ lãnh đạo thủ đô Hà Nội. Tương tự, trong hội nghị của chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, chính phủ cũng đã dành một phút mặc niệm những nạn nhân xấu số. Phút mặc niệm này để tưởng niệm những nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại Hà Nội do lũ quét tại Lào Cai. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Văn Hùng trong lễ trao giải thưởng. Và hầu hết các cơ quan, ban ngành, từ trung ương tới địa phương đều có tổ chức phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ cháy vừa qua tại Hà Nội. Vậy mà, giữa lúc người dân cả nước hướng về Hà Nội với niềm xót đau vô tận, khi hỏa hoạn tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân cướp đi sinh mạng của tới 65 người và hàng chục người khác bị thương, trong đó có rất nhiều trẻ em, thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lại tổ chức buổi lễ trao giải báo chí toàn quốc danh giang và hoành tráng bất chấp hoàn cảnh. Điều đó đã khiến cho dư luận bức xúc và bất bình, coi đó là một sự kiện thiếu văn hóa, không phù hợp với hoàn cảnh chung lúc này. Trong khi ngoài đường phố, trong các nhà tang lễ trên khắp các địa bàn thủ đô, nhiều gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn chung cư vẫn gào khóc, xót thương cho người thân, thì ở nhà hát lớn Hà Nội, lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng các đại biểu tham dự lễ trao giải báo chí toàn quốc với sự hiện diện theo liệt kê của nhà báo văn hóa, bao gồm các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng Ban thường trực Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, vân vân. Ngoài ra còn có các đại diện của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, trung ương và địa phương, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và đặc biệt là các tác giả đoạt giải cùng hàng trăm quan khách mời. Ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân cười tươi tại buổi lễ. Dư luận thắc mắc không rõ
ban tổ chức lễ trao giải có quên dành một phút mặc niệm những đồng bào thủ đô xấu số thiệt mạng trong trận hỏa hoạn kinh hoàng vào đêm 12 tháng 9 hay không? Mà những hình ảnh trên phương tiện truyền thông cho thấy quan khách và người tham gia buổi lễ vui vẻ trên mức bình thường. Trong không gian có cả những màn múa, phụ họa và các vũ công. Phản cảm nhất đó là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng sóng đôi cùng với ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam với nụ cười mãn nguyện, và có lẽ hai quan chức này chẳng mảy may nghĩ tới những nạn nhân vừa chết cháy tại thủ đô. Trong khi đó, trên mạng xã hội Facebook, không ai bảo ai, cư dân mạng rất nhiều người đã đồng loạt thay hình đại diện bằng các ruy băng để chia sẻ nỗi đau với các gia đình các nạn nhân trong thảm họa. Phòng trà Trịnh Ca, một quán cà phê ca nhạc nổi tiếng, cũng có một thông báo chia buồn đến gia đình các nạn nhân và quyết định dừng chương trình để tưởng niệm. Đáng tiếc, tại sao các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam lại không hề mảy may với điều tối thiểu đó trong tư duy, nhất là ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Phó ban tuyên giáo Trung ương Lê Quốc Minh. Nhiều người nhà nạn nhân vụ cháy đến các nhà tang lễ khóc thương cho người thân của mình. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm bộ trưởng mới được hơn 2 năm, đã tạo được hai dấu ấn vô văn hóa để đời, gây cười trong dư luận xã hội cả nước. Dấu ấn thứ nhất là việc ông Hùng chiến hết thảm đỏ trong lúc đón Thủ tướng Malaysia Ibrahim đến thăm chính thức Việt Nam. Dấu ấn thứ hai là dự án Chấn Hưng Phát triển Văn hóa giai đoạn 2025-2035 với kinh phí dự toán lên tới 350.000 tỷ đồng để mà tìm cách đục khoét chia chác cho nhau. Dư luận xã hội thấy rằng thiệt gì phải chấn hưng văn hóa, sao không dẹp cái lũ lãnh đạo vô văn hóa bất tài này đi để nền văn hóa nước nhà trở lại trường tồn và phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin lễ trao giải báo chí toàn quốc, sự kiện vô văn hóa của Bộ Văn hóa và Ban Tuyên giáo Trung ương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de